đội hình ra sân. Số 6 Lê Thị Minh Nhân, số 12 Vũ Thị Hoa, số 4 Triệu Thanh Nguyệt, số 16 Lê Thị Hồng, số 10 Nguyễn Lý Thủy Vi, số 20 Nguyễn Thị Thiên Lý và số 7 là Mỹ Hoa. Vâng, trận đấu thứ hai được tiếp tục. Các cô gái Than Quảng Ninh sẽ giành quyền phát bóng trong trận đấu đầu tiên. Trận đấu được bắt đầu. Pha tấn công đầu tiên thuộc về các cô gái Thái Bình. Và người tấn công đó là... Vâng, điểm số đầu tiên cho Than Quảng Ninh 1-0. Số đầu tiên thuộc về Than Quảng Ninh 1-0. Sau pha tấn công ghi điểm thành công thì các cô gái Than Quảng Ninh đã phát bóng đi ra ngoài. Điểm số bây giờ là 1-1. Phản bóng vẫn còn trong cuộc. Phản công cho các cô gái Quảng Ninh. Một pha tấn công hay của Thu Huyền. Cầu thủ mang áo số 4, điểm 2-1. Điểm số bây giờ là 2-1. Phản công cho Quảng Ninh. Rất tiếc đó là pha tấn công chưa qua lưới. Điểm cho Thái Bình 2-2. Điểm số bây giờ là 2-2 rồi. Chưa tốt rồi. Phản công cho số 16 Thị Hương. Chưa thể ghi điểm. Bóng vẫn còn trong cuộc. Bóng ra bóng rất hay. Phản công cho các cô gái Thái Bình. Bóng ra bóng rất sẵn co của cả hai đội. Còn liệu đội nào sẽ là người ghi điểm đây? Lần này thì các cô gái Thái Bình tấn công chưa qua lưới. Mai Xuân. Điểm số bây giờ là 3-2 rồi. Lá Mỹ Hoa được thực hiện pha phạt bóng. Thị Hương chưa thể ghi điểm. Tiếp tục là cơ hội phản công cho về Quảng Ninh. Thủ bóng hay rồi. Lê Thị Hồng chưa thể ghi điểm. Và cầu thủ quá hay. Và quý vị khán giả một tràng vỗ tay được không ạ? Cả hai đội đã cống hiến những quả bóng rất sắc to. Quả bóng rất lâu của cả hai đội. Vâng, lần này thì vận động viên số 4, vận động viên số 10 ghi điểm. Chưa thể qua được tay chắn. Cơ hội vẫn còn cho Thị Hương. Thủ bóng hay. Bóng đã xa sân. Và trước thời cơ rất nhanh của Mai Xuân. Điểm thuộc về Thái Bình 3-4. Điểm số bây giờ là 3-4. Và tiếp tục điểm cho Thái Bình 4-0. Đây là pha tấn công của Lê Thị Hậu. Pha tấn công rất mạnh. Phản công hàng sau ba ba rất đẹp mắt của Tú Huyền. Điểm cho Thái Bình 5-4. Tiếp tục điểm cho Thái Bình 6-4. Lần này thì các cô gái Thái Bình đã vươn lên dẫn trước với 2 điểm số 6-4. Người thực hiện pha phạt bóng đó là Mai Xuân. Có một chơi tốt của Thị Vi rồi.
Vâng, quả bóng an toàn. Và Tấn Công đi ra ngoài. Điểm số 5-6. Một pha đánh chéo sân của Thủy Hương. Điểm cho Thái Bình 7-5. Cũng một nút của Thanh Quảng Ninh. Và bóng ngoài sân tiêu vào động lực của Nguyễn Thị Sơn. Và điểm thuộc về Quảng Ninh 6-7. Tình huống hạ bóng của Nguyễn Thị Sơn. Cơ hội phản công cho các cô gái Quảng Ninh. Bóng vẫn còn trong cuộc. Thể qua được tay chắn của Thị Vi trong pha tấn công vừa rồi. Và hai đội đã sang bằng cách biệt 7-7. Điểm số bây giờ là 7-7. Và trận thi đấu thứ hai đang diễn ra rất kịch tính. Đó là pha tấn công sang ngoài, điểm cho Thái Bình 8-7. Tấn công trên tay chắn của Thị Uyên. Các cô gái Thái Bình đang dẫn trước 2 điểm số 9-7. Điểm cho Thị Vi cho pha tấn công vừa rồi. Điểm số bây giờ là 9-10. Và điểm cho Quảng Ninh 10-10. Là Tú Uyên. Rất tiếc là Tú Uyên đã đánh bóng đi ra ngoài trong pha tấn công vừa rồi. Các cô gái Quảng Ninh đã vươn lên dẫn trước một điểm số 11-10. Số bây giờ là 12-11 rồi. Tiếp tục là pha cướp giò thành công của Thị Hương. Điểm cho Thái Bình 13-11. Và sau trận thi đấu này sẽ là trận thi đấu giữa Tiền Tinh Bạch
và các cô gái Quảng Ninh. Như vậy Quảng Ninh sẽ phải thi đấu hai trận liên tiếp trong buổi sáng ngày hôm nay. Quả bóng hay của libero Thị Yến và tấn công rất hay của Nguyễn Thị Hương và tiếp tục điểm cho Thái Bình 14-11. Điểm 14-11 cho các cô gái Thái Bình. Phản công cho Thái Bình và câu trả lời của Mai Xuân và xử lý bỏ bóng hay của Thị Vi. Thị Vi điểm cho Quảng Ninh 12-14. Điểm 12-14. Lần này thì các cô gái Quảng Ninh đã xin phép hội ý trong hiệp thi đấu thứ nhất ở điểm số 12-16. Lần này thì các cô gái Quảng Ninh đã bỏ lỡ bước 1 rồi. Các cô gái Thái Bình đang có một chuỗi phát bóng ngàn điểm trực tiếp rất nhiều. Và người có những pha phát bóng đó là Trần Thị Thương. Tiếp tục là một pha phát bóng là những pha bước 1 lối của các cô gái Quảng Ninh. 18-12. Điểm 18-12. Và một cầu phát bóng rất tốt của Trần Thị Hương. Vẫn còn trong cuộc. Bóng này rất dài của Nguyễn Thị Hương. Này thì các cô gái Thái Bình đã đánh bóng chưa qua lưới. Điểm số được nâng lên cho Quảng Ninh. Điểm 13-18. Do trời nắng của em ạ. Với lại là anh cũng tăng lên hết màn hình rồi, nó cứ bị tối ấy. Kiểu điện thoại nó cũng nóng. Sắp hết pin rồi mọi người ơi. Do cái cục sạc dự phòng của em nó bị lỗi rồi. Bây giờ chỉ còn mỗi 20% pin thôi. Điểm số cho Quảng Ninh 17-18. Điểm số bây giờ là 17-18 rồi. Chỉ
còn một điểm số nữa thôi thì các cô gái Quảng Ninh sẽ gỡ đều với các cô gái Thái Bình trong trận đấu đầu tiên. Và điểm số bây giờ là 18 đều rồi. Chuỗi sẽ lên điểm của Thái Bình và bây giờ đến lượt Quảng Ninh. Tiếp tục là Lã Mỹ Hoa. Quảng điểm cho Quảng Ninh 19-18. Vâng, lần này thì các cô gái Quảng Ninh đã vươn lên dẫn trước với một điểm số 19-18. Người thực hiện và phát bóng đó là Lã Mỹ Hoa. Rất khó. Lần này thì Nguyễn Thị Hiền được một tốt rồi. Công cho Quảng Ninh. Và đây là cơ hội thuộc về các cô gái Thái Bình. Nguyễn Thị Hương chưa thể ghi điểm. Vâng, rất tiếc câu trả lời. Và bóng vừa rồi thì Thị Hồng đã tấn công đi ra ngoài cho Thái Bình. 19 đều. Điểm 19 đều. Thì Lê Thị Hồng đã mang về điểm số cho đội Quảng Ninh. Bóng chạm tay trắng và đi ra ngoài. Điểm cho Quảng Ninh 20-19. Điểm 20-19 rồi. Chắn bóng hay của Thị Hoa. 21-19. Điểm số bây giờ là 21-19 rồi. Chiếc phản tấn công của Nguyễn Thị Hương. Lần này thì cô gái Quảng Ninh đã phát bóng đi ra ngoài. Điểm được nâng lên cho các cô gái Thái Bình 20-21. Tổng cộng chưa ghi điểm của Nguyễn Thị Hiền. Và trọng tài đã phát lỗi hai. Vâng, điểm số bây giờ là 21 đều. Điểm 21 đều. Và mặc dù thời tiết buổi trưa thôi nhưng trận thi đấu này thực sự là đang rất lạnh. Vâng, cơ hội được trao cho các cô gái. Vâng, chưa tiếp tục. Và những tình huống thôi không. Thủ bóng hay. Cơ hội được trao cho Thị Uyên. Nguyễn Thị Uyên vẫn còn. Phản công là Lê Thị Hồng. Và đánh bóng lọc tay chắn của Lê Thị Hồng. Điểm số bây giờ là 22-21. Và bóng đôi công rất hay của cả hai đội. Đây là Nguyễn Thị Uyên. Vâng, lần này thì Thị Uyên đã đánh bóng tốt, mang về điểm số cho các cô gái Thái Bình 22 đều. Bước một lối rồi. Điểm trực tiếp. Đó là pha phát bóng của Minh Châu. Vâng, đây là set đấu đầu tiên của trận thứ hai chị nhé. Vươn lên dẫn trước. Và Thái Bình quê hương của chị Hai Nam Tân. Và phản công cho Thái Bình. Nguyễn Thị Miên chưa thể ghi điểm. Chắn bóng hay của các cô gái Thái Bình. Người thực hiện và chắn bóng đó là Thị Thơm và Thị Huyền. Và phát bóng của Minh Châu. Và quay hương của chị Hai Nam Tân. Một quay hương mà có người con gái nặng nhất đất nước.
Nhiên. Phản công cho Thị Vi. Thủ bóng hay rồi. Cơ hội vẫn trao cho các cô gái Quảng Ninh. Bỏ bóng hai chưa thành công. Vẫn là Thị Vi. Rất tiếc là Thị Vi đã tấn công đi ra ngoài. Trong set đấu đầu tiên thì các cô gái Thái Bình đã giành chiến thắng 25-22. Hai đội đã công hiến một trận thi đấu rất căng thẳng. Mọi người em chuẩn bị sắp hết pin mọi người ơi. Thì nếu mà tí có sập nguồn thì mọi người thông cảm cho em nhé. Vì sao dự phòng của em nó đang bị lỗi nên cần em phải đi sạc để khắc phục lại cái sạc dự phòng. Trời từ sân Bắc Ninh hôm nay rất nắng mọi người ạ. Chắc là 35 độ C. Trên đất nước Việt Nam, quý vị khán giả có biết là nơi nào có cô gái nặng nhất không ạ? Và đó chính là Thái Bình đấy ạ. Và các cô gái Thái Bình có chị 2 5 tấn.